Nữ chính phim Hàn phần 2 khiến fan ôm mặt cua gắt. Cho Boa sắp bất chồng vì Kim So Jeon chiến quá. Điều tối kỵ nhất mà các fan xem phim không bao giờ muốn thấy, đó chính là phim làm tiếp phần 2 và thay đổi diễn viên. Thế nhưng bạn gái tôi là Hồ Ly 1938 sau khi đổi nữ chính thành Kim So Jeon thì lại nhận được sự ủng hộ vô cùng mạnh mẽ. Một vài phim khác cũng tương tự vậy đấy. Nguyên nhân là gì vậy ta? Cùng tìm hiểu nhé! Bạn trai tôi là Hồ Ly 1938, Kim So Jeon. Bạn trai tôi là Hồ Ly ra mắt khá thành công với câu chuyện tình yêu vượt qua hai kiếp của Lee Dong-wook và Cho Bo-ah. Khán giả rất thích phản ứng hóa học giữa cả hai và cực kỳ ưng cái kết hạnh phúc có đám cưới như cổ tích ở cuối phim. Sau đó bất ngờ đoàn phim ra thông tin sẽ sản xuất tiếp phần 2 mang tên Bạn trai tôi là Hồ Ly 1938 và nữ chính đổi sang thành Kim So Jeon, khiến khán giả nửa thì mong chờ nửa lại phản ứng vì sự thay đổi này. Đến khi Bạn trai tôi là Hồ Ly 1938 chính thức lên sóng thì chẳng còn một ai tỏ ra không thích hay chê bai câu nào nữa. Nguyên nhân là vì cốt truyện viết tiếp rất thú vị, việc không còn nữ chính phần 1 là hợp lý. Quan trọng nhất chính là Kim So Jeon diễn quá hay, ấn tượng và xinh đẹp, vượt xa Cho Bo-ah ở phần đầu. Nhiều khán giả khó tính còn bày tỏ không xem được phần đầu vì diễn xuất của nữ chính, sang phần này lại xem ngon lành, rồi còn đẩy thuyền Sơn Thần Hông Chu với Lee Jeon cho cô người yêu Cho Bo-ah ra gì đấy. Tài xế ẩn danh 2, Pio Jae-jin. Với câu chuyện về đội tài xế trượng nghĩa cứu người, Tài xế ẩn danh đã ra mắt phần 1 thu về kết quả siêu tốt, sau đó lại tiếp tục được làm phần 2. Dàn sao của phần 2 đều còn khá đầy đủ, ngoại trừ việc nữ chính từ Isom đã chuyển sang cho Pio Jae-jin. Mặc dù không đổi vai diễn mà chỉ đẩy từ nữ phụ lên nữ chính, nhưng vẫn có khá nhiều khán giả lo lắng Pio Jae-jin sẽ khó đảm đương, vì đây cũng là vai diễn nặng ký nhất của cô nàng từ trước đến giờ. Mọi lo lắng ban đầu đó đã được thay thế bằng sự hân hoan và mừng vui khi phim lên sóng. Trước tiên là vì phần 2 thiếu đi vai của Isom cũng không ảnh hưởng mạch chính. Thêm nữa là Pio Jae-jin diễn cực duyên dáng và đáng yêu, tạo phản ứng hóa học tốt với Lee Jae-hoon, nên dù nhân vật của cả hai không yêu đương nhưng fan vẫn rất thích tương tác giữa họ. Ai cũng mong phần 3 sẽ tiếp tục được thấy cặp đôi Lee Jae-hoon và Pio Jae-jin hợp diễn tiếp. Hoàn hồn 2, cô Jun Chung. Hoàn hồn là bộ phim cổ trang kỳ ảo rất đặc biệt với câu chuyện mới lạ. Phần đầu cặp chính Lee Jae-uk và Chung So-min diễn rất ổn và tự nhiên. Khán giả cũng rất thích chuyện tình kín đáo mà tình cảm của cả hai. Chính vì thế nên khi đoàn phim thông báo nữ chính phần 2 sẽ đổi sang thành cô Jun Chung, rất nhiều người đã ngạc nhiên và bày tỏ bất mãn vì họ muốn Chung So-min tiếp tục đóng. Nhưng phản ứng đó chỉ là khi phần 2 chưa chiếu mà thôi. Còn tới khi Hoàn hồn 2 lên sóng thì những tiếng gió chê bai đã dần dần biến mất. Thay vào đó người ta lại mê đắm nhan sắc và khí chất cực sang xịn của cô Jun Chung, thích luôn cả phản ứng hóa học siêu ngọt cặp chính. Nội dung phim chuyển biến và việc đổi nữ chính là vô cùng hợp lý nên khán giả đã chấp nhận. Tình yêu ở phần 2 này mang màu sắc khác hẳn, mạnh mẽ và dứt khoát hơn, phóng khoáng hơn, cũng lãng mạn và tình cảm hơn. Lee Jae-uk và cô Jun Chung còn được xếp vào hàng ngũ những đôi đẹp nhất nữa đấy. Qua ba tác phẩm này có thể thấy việc đổi diễn viên không phải lúc nào cũng khiến phim tệ đi, đôi khi nó còn mang đến một làn gió mới hơn, thu hút hơn đấy. Đặc biệt là chị đẹp Kim So Jeon với diễn xuất và sức hút cực lớn, có thể làm thỏa mãn mọi yêu cầu của người xem. Thử hỏi ai mà từ chối xem một diễn viên tài năng diễn bao giờ?